Nay thì mình cũng xin chia sẻ về cái việc làm của mình. Thì công việc của mình hôm nay thì mình sẽ dời cái bờ xe mình đang đậu ở phía trước. Thì cái bờ này thì mình sẽ dời lên một bát để cho cái ao ở bên bên phải mình nó rộng ra và nó thu nhỏ cái ao bên trái này lại. Thì cái ao bên trái của mình, ao phía trước mình nè, thì có một cái hố siphon. Thì hố đó thì hồi xưa người ta làm cái ao á, người ta đã đào sẵn rồi. Cá hồ này quá trời, bữa nay bắt cái xí cạn luôn em. Để kêu người ta lại bắt phụ. À. Chứ bây giờ mà bắt hết xí quá nhiều hả? Bà già phải sẽ hết nổi. À. Cá này mấy nó mình thiên nhiên mấy năm mà quá trời vậy. Rồi, hồi đó có mấy con cá nái rồi ở bên cái hồ ấy rồi cái dục qua có mấy con thì nó đẻ được quá trời mấy chục ký. À, thấy quá trời cá luôn mà bắt 2 ngày mà chưa rồi. Giữ nước lại cho nó sống để rút chết hết. Thì bữa nay mình cho nó khô luôn nha. Mình dời cái bờ này lên thì chắc chiều xa của nó khoảng cỡ 7-8 mét à. Tại vì cái cần của mình thì chiều dài của nó thì khoảng 8 mét. Dời cái bờ này xong cái mình xuống đây mình dỡ lốp ở đáy bên đây. Thì còn cái đáy ở bên đây thì đợi trưa nay thì em trai tác cạn rồi, bắt cá xong cái mình thời gian đó mình sửa mấy bờ bên kia. Thì sửa một vòng bờ bên đó cũng mất hết mấy ngày rồi. Thì bên đây nó khô cũng vừa. Chiều này chắc là mình qua bên đó mình sửa cái tuyến bờ bên bển. Bờ này thì mình dời qua thấy cũng xa nè. Để mình đưa cần ra ngoài xa. Tính ra mình dời một bát rưỡi.
tại vì mình giờ mình canh cho cái bờ nó cưng xứng với lại cái ao nè. Lúc sáng thì mình cũng tính giờ tầm bát thôi, nhưng mà giờ cũng bát thì mình thấy nó bên đây thì nó hơi nhỏ quá. Thế mình nói em trai, nói em ơi mình lấn qua chích nó đi. Thì em trai nói anh muốn sao cũng được hết trơn anh ơi. Cái bờ này thì lúc đầu thì mình dời đất đi á, mình tính đất nó còn dư nhiều á, thì bữa nữa mình vuốt ép, nhưng mà giờ thấy cái lượng đất giờ nó nhỏ, hơi nhỏ, chắc tới đó chắc không biết làm sao đây. Thì mình làm thì tới đó mình làm rồi mình thử, nếu mình thấy vuốt ép được thì mình làm, còn không được thì mình phải vuốt kéo thôi. Nó cũng có nhiều cái cách để mình làm lắm. Mấy cái bờ mà chút nữa mình làm thì bờ nó nhỏ chứ không có bự, nên mình phải đem theo dĩ mới được. Tại tháng mưa này nè, tháng mưa này thì mình phải đem theo dĩ mấy cái bờ đó để mình mà đi không á, cái mình xe mình nó hơi nguy hiểm. Cái bờ ngang đó mình thấy cũng hơi thiếu đất, nên là mình lấy đất ở đây mình lại đắng mình sửa bờ lại bớt. Tại lúc trước mình lấy cái đá ao này nè thì mình lấy cũng cạn, nó không có sâu quá, nên đất cũng hơi thiếu. Mình vuốt bờ á, mình vuốt mình đậu cái xe như thế này nè, mình vuốt cái bờ nó dẻ bờ hơn. Vuốt
ép nó còn rẻ nữa, nhưng mà do cái đặc thù của cái bờ mình đang làm á thì nó nhỏ nên là mình không có thế để mình vuốt ép được. Theo cái này có đất rồi mình sắp đất rồi mình vuốt ép thì nó lâu lắm, nó làm vậy thì mình phải hơi chờ đợi lâu lắm. Mà cái mùa này thì mình đâu có phơi được, phơi biết nào làm được. Tại vì nó ngay cái mùa mưa mà. Thì gặp đất đất mướn nữa, chứ đâu phải đất nhà nữa. Nên mình chờ đợi phơi lâu lắm. Mình làm xong là mấy ảnh tỉ bạc rồi mấy ảnh thả liền á. Tại vì thì đất mướn mà, cái gì cũng vậy. Các bạn biết là mình mướn phải bỏ đồng tiền ra thì phải làm cho tranh thủ chứ. Đất này thì nếu có dư thì mình cứ chiền về mấy gốc hết. Tại vì lúc mình vô lớp mình có đi rồi, đất mình bỏ ít không có nhiều. Ngày bất quá nếu dư dư nữa thì mình làm cái bờ cho nó bự ra. Bự bự ra chút nữa, không có ăn thua gì hết á. À, quan trọng là sợ thiếu đất thôi. Chắc độ cao này chắc cũng vừa để chỉ bạc rồi. Cao này thì cũng tầm khoảng cỡ 2 mét mấy á. Này cho nó là lại ra để nước mưa chảy ra. Dữ em. Dạ hả? Là vậy được chưa? Rồi. Đang biết anh sửa chữa rồi chứ đứng nghiên cứu hoài anh làm cũng hồi hộp quá. Rồi.
nãy giờ làm mà em trai đứng nhìn hoài mình, nãy giờ mình vuốt mấy bát là em trai đứng ủi vậy đó, mà không có nói tiếng nào. Mình hỏi có gì không em trai, đang biết anh sửa chữa lại em ơi. Nãy giờ em trai nói em để ý coi cái bờ có nghiêng nhiều hay không, nghiêng nhiều quá thì cái bờ nó xấu, mà nghiêng vừa vừa á thì cái bờ nó được. Thì mình nói em ơi nghiêng về em thấy làm sao, nó vậy là được rồi anh ơi, vậy đi rồi vậy mình làm tại ao chỉ bạc bờ mà. Thì mình thì mấy ao này mình làm cũng thường lắm, thì các bạn nào mà đón xem clip bình thường á thì mình làm cái ao này thì nói chung mình về đây mình làm ao công nghiệp bình thường. Để mình giải thích lại, ở đây người ta không có nuôi cái ao tròn giống như mấy người mà nuôi ở vùng Long Hữu hoặc Duyên Hải đâu á. Người ta nuôi cái ao tròn thì nó khác nữa. Thì cái này là ao người ta chỉ bạc mà ta nuôi dưới nuôi bình thường như thế này nè. Thì vậy là thả nhiều tôm lắm á. Còn ao công nghệ thì còn làm còn công phu nữa. Thì phải đòi hỏi phải cao hơn nữa. Nên cái này làm thì cũng ở đây người ta nuôi như vậy không à, ở chỗ mình đang làm nè, ở Trà Vinh, mà chỗ này là mình làm ở thuộc xã Vinh Kim, thì chỗ này người ta làm vậy đó.